Xin chào các bạn đã đến với 30 giây TV. Và trong những ngày cận kề Tết như thế này thì hãy khoan đến với bí quyết đẹp trai, đến với những kiến thức giúp cho chúng ta trở nên đẹp trai và tự tin hơn. Hãy cùng mình điểm lại những MV hot nhất của showbiz Việt trong năm vừa qua và soi xem những anh chàng, những sao nam trong MV này để kiểu tóc như thế nào. Chúng ta đều biết là những nam ca sĩ, nam idol khi mà lên hình thì rất là chăm chút cho ngoại hình cũng như là mái tóc của mình, đúng không? Sẽ có rất nhiều thứ mình có thể học lỏm được từ những anh chàng này. Bây giờ thì cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, khoảng đầu năm 2018 thì Justity đã làm điên đảo giới trẻ bởi MV Đã Lỡ Yêu Em Nhiều. MV với giai điệu vui vẻ, bắt tai đã chiếm được lòng khán giả. Cùng với đó là mái tóc sport của anh chàng cũng gây ảnh hưởng đến fan không kém. Năm qua có thể nói là năm thành công của kiểu tóc năng động, trẻ trung và đầy cá tính này. Người Lạ Ơi với chất nhạc và giọng hát lạ đã cuốn hút khán giả trong suốt một thời gian dài. Trong MV này thì Karik gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài khác biệt, lịch sự hơn mọi khi với kiểu tóc sideswept. Tuy nhiên, anh chàng cũng rất chất chơi khi kết hợp với nhuộm tóc màu khói. Đây cũng là hot trend đình đám trong năm qua ở thị trường thời trang tóc. Thật thiếu sót nếu như không nhắc đến MV Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng MTP. Cũng giống như mọi khi, chàng ca sĩ sinh năm 94 này chưa bao giờ làm cho fan thất vọng. MV được đầu tư kỹ lưỡng, chi phí khủng và lời bài hát chất cùng giai điệu rất bắt tai. Với MV này, Sơn Tùng MTP đã vực dậy một hot trend đã ngủ quên tại Việt Nam từ rất lâu, đó chính là kiểu tóc mullet. Sau khi ra mắt MV này thì hàng loạt nam giới trẻ Việt đã đổ xô đi cắt kiểu tóc này theo thần tượng của mình. Mullet là kiểu tóc khá ngổ ngáo và hơi dị, do đó nó đòi hỏi người sở hữu phải có phong cách rất chất và ngầu. Nổi lên như một hiện tượng mạng, không là ca sĩ chính thống thế nhưng Hoa Vinh cũng là một cái tên rất đáng để nhắc tới trong năm qua. Đặc biệt là phải nhắc đến MV Đừng Quên Tên Anh. Trong MV này, Hoa Vinh đã rất nhanh nhạy, bắt ngay hot trend sport giống như Justity để lột xác và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Với khuôn mặt góc cạnh nam tính, anh chàng này rất phù hợp với kiểu tóc đầy trẻ trung và năng động này. Đây là một kiểu tóc ngắn, gọn gàng, đơn giản, dễ tạo kiểu và đem đến sự năng động, thế nên nó rất được ưa chuộng bởi nam giới Việt Nam. Lần đầu tiên được ra mắt trong một show truyền hình, MV Đừng Như Thói Quen đã trở thành top trending ngay sau đó vì giai điệu và cảnh quay quá đỗi lãng mạn và ngọt ngào. Để phù hợp với phong cách của MV này, Jaeki đã chọn ngay kiểu tóc layer để biến hóa thành một anh chàng oppa Hàn Quốc. Layer là một kiểu tóc rất dễ để, chỉ cần cắt tóc với các lọn tóc xếp lớp là bạn đã sở hữu một kiểu tóc Hàn Quốc chuẩn đẹp rồi. Sau đó bạn cũng không cần tốn thời gian vuốt hoặc tạo kiểu, chỉ cần dùng tay vuốt nhẹ kèm thêm một chút sáp sau khi ngủ dậy là bạn đã đủ đẹp trai để ra ngoài rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng điểm lại những MV đình đám nhất trong năm vừa qua. Các bạn thấy kiểu tóc của ai ấn tượng nhất nào, hãy cùng comment xuống bên dưới nhé. Và hy vọng là các bạn đã chọn được một hoặc là nhiều hơn những kiểu tóc cho mình để diện trong Tết này, lấy cảm hứng từ những anh chàng ca sĩ đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và đừng quên đồng hành với 30 giây TV bằng cách ấn nút subscribe. Xin chào!